Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu dự và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ quyết định điều động đồng chí Võ Kim Thoa, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, nay thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, chuyển công tác về Ban Dân vận Thành ủy và giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Võ Kim Thoa cảm ơn Ban Thường vụ Thành quỹ đã tin tưởng, tín nhiệm và giao trọng trách mới. Đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng nghiên cứu, học hỏi, đoàn kết cùng tập thể Ban dân vận Thành quỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại lễ công bố, người đứng đầu Thành quỹ Cường Thơ, Nguyễn Văn Hiếu khẳng định Việc ban thường vụ thành quỹ điều động, bổ nhiệm cán bộ tại ban dân dân thành quỹ có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp ban dân dân củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chúc mừng đồng chí Võ Kim Thoa vừa được Ban Thường vụ Thành ủy phân công nhiệm vụ mới, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của đồng chí Võ Kim Thoa trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, vận dụng kinh nghiệm công tác cùng với lãnh đạo và tập thể ban nhân dân vận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.